An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo, bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng các bạn đang đến với tin tổng hợp của Gia Đình Việt. Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao về vụ việc của nữ ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường, một đoạn clip ghi lại cảnh Phi Nhung tố Hồ Văn Cường ở bần cũng bị dân tình đào lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong đoạn clip, con gái nuôi của nữ ca sĩ còn nói: "Mẹ bắt anh Cường đi hát cho mẹ có trả tiền đâu." Hư thế nào? Suốt vài ngày qua, mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Theo đó, nữ ca sĩ bị tố không quan tâm con nuôi như những gì thể hiện trên mạng xã hội. Trong khi đó, Hồ Văn Cường cũng xác nhận đoạn tin nhắn ẩn ý nói nhà này toàn quỷ là do cậu bé nói với một bạn fan, nhưng bị hacker làm lộ ra ngoài. Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao, một đoạn clip ghi lại cảnh Phi Nhung tố Hồ Văn Cường ở bần cũng bị dân tình đào lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong đoạn clip, con gái nuôi của nữ ca sĩ còn nói: "Mẹ kêu anh Cường đi làm mà sao mẹ nói anh Cường không dọn, mẹ bắt anh Cường đi làm cho mẹ, hồi mẹ bắt anh Cường đi hát với mẹ mà." Khi Phi Nhung nói rằng anh Cường đi hát chung anh Cường có tiền chứ bộ, cô bé liền đáp: "Đâu có đâu, mẹ đâu có trả tiền đâu." Đoạn clip này lập tức khiến netizen vô cùng hoang mang, nhất là khi đang có hàng loạt tin đồn xoay quanh việc Phi Nhung đối đãi với con nuôi, lợi dụng và cầm tiền cắt xê của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán một chiều từ cư dân mạng, bởi giọng điệu của cô bé và Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường trong clip đều mang tính vui vẻ, cười đùa. Còn về vụ việc đoạn tin nhắn tố cáo của Hồ Văn Cường, thì mới đây nam ca sĩ đã xác nhận tin nhắn nói về chuyện muốn lột mặt nạ ai đó và người trong nhà toàn quỷ là của chính anh khi đang trao đổi với một fan khoảng vài tháng trước. Ca sĩ Phi Nhung gần đây cũng đã lên tiếng khẳng định dù Hồ Văn Cường sai, nhưng cô vẫn sẽ bao dung, ôm hôn vào lòng như lần đầu gặp. Tính đến nay, Hồ Văn Cường đã trở thành con nuôi của Phi Nhung được 5 năm. Giữa loạt lùm xùm hiện tại, netizen đang đào lại lý do vì sao Phi Nhung năm ấy quyết định nhận nuôi quán quân Việt Nam Idol Kids 2016. Theo đó, vào thời điểm mới bước chân vào cuộc thi Việt Nam Idol Kids, ngay từ vòng đầu tiên, Hồ Văn Cường khiến khán giả vô cùng xúc động khi tiết lộ hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Thậm chí, giọng ca nhí còn phải bỏ học, đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Khi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của Hồ Văn Cường, Phi Nhung quyết định lo toàn bộ học phí cho cậu bé đến năm 18 tuổi và hỗ trợ trên con đường nghệ thuật. Chia sẻ trên truyền thông, Phi Nhung khẳng định vẫn giữ tiêu chí là nhận nuôi Hồ Văn Cường để em tập trung vào công việc học tập. Vào cuối tuần, Hồ Văn Cường vẫn được nhận show đi hát. Sau khi giành ngôi vị quán quân, Hồ Văn Cường được Phi Nhung đưa lên thành phố Hồ Chí Minh sống cùng hai người con nuôi khác của cô là Thiên Ngân và Thu Hiền. Hồ Văn Cường từng cho biết nam ca sĩ hạnh phúc đến mức không ngủ được trong đêm đầu tiên sau khi được nhập học tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên truyền thông, Phi Nhung nói về lý do nhận nuôi Hồ Văn Cường: "Tôi giúp Cường không phải vì giọng hát của bé mà muốn hỗ trợ con đến trường, không bỏ giờ việc học hành. Khi bước vào nghề hát, mọi thứ rất mơ hồ, không ổn định. Với các bé, bỏ lỡ việc học hành sẽ ảnh hưởng cả tương lai. Do đó, ước mơ của tôi là con được tiếp tục đi học." Về hoàn cảnh của Hồ Văn Cường thời điểm đó, Phi Nhung trải lòng nhìn em chất phác, thật thà như vậy vừa thương vừa tội. Nói về hoàn cảnh, không chỉ riêng tôi mà ai xem qua phần trình diễn của Cường cũng đồng cảm. Nhưng thật lòng mà nói, tôi đi nhiều và gặp gỡ các hoàn cảnh khác nhau. Cường may mắn hơn vì còn có nơi ở, còn đầy đủ bố mẹ. Ngoài kia có không ít người họ cực khổ hơn nhiều. Trong thời gian sống chung, giọng ca 17 tuổi cho biết mẹ nuôi rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh đòn. Nếu hát sai nhịp, đi học trễ, bị giáo viên phê bình, Hồ Văn Cường sẽ bị mẹ Phi Nhung la dày, khiển trách. Đến năm 2021, khán giả Việt được một fan xôn xao sau khi Phi Nhung lên mạng xã hội đang đàn tố con trai nuôi mắc bệnh ngôi sao: "Nếu là con tôi sinh ra, tôi sẽ đánh cho một trận. Không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em, Tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa, cùng ăn cơm với gia đình. Một năm nay ngoài đi học và đi hát là xuống nhà, còn lại 24/24 trong phòng. Xin lỗi, mẹ không dạy con được, mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con." Ngay sau đó, Hồ Văn Cường đã lên tiếng thừa nhận sự bướng bỉnh của mình và viết tâm thư xin lỗi Phi Nhung. Đồng thời, cậu hứa với mẹ nuôi sẽ sửa sai và ngoan ngoãn hơn. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, hiện Phi Nhung vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hồ Văn Cường trong cả cuộc sống và hoạt động nghệ thuật. Sự việc này khiến cư dân mạng tranh cãi suốt một thời gian dài, và cho đến hiện tại, cuộc sống và cách đối xử của Phi Nhung với Hồ Văn Cường đang là đề tài tranh luận rôm rả ở khắp nơi. Ngoài vụ việc tố con trai mắc bệnh ngôi sao, thì trước đây Phi Nhung cũng từng vướng không ít lùm xùm, có thể kể đến như tin đồn cặp kè trai tre. Cụ thể, đánh giá cao giọng hát, phong cách của Á quân 2 cuộc thi solo cùng Bolero 2014.
Nguyễn Phú Quý. Phi Nhung đã quyết định nhận đàn em 8X làm học trò. Vì thời điểm đó, Hồ Văn Cường chưa xuất hiện nên Nguyễn Phú Quý trở thành một giọng ca nam hiếm hoi mà Phi Nhung nâng đỡ, dìu dắt. Tuy nhiên, sau đó cả hai vướng vào nghi vấn hẹn hò do thường xuyên luyện tập và biểu diễn cùng nhau. Khi nghe thông tin, Phi Nhung ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn cặp kè trai trẻ và khẳng định chỉ có nam ca sĩ là học trò. Thêm vào đó, Phi Nhung nhận xét Nguyễn Phú Quý là một tài năng của dòng nhạc Bolero nên sẽ thật uổng phí nếu không được giúp đỡ. Đến năm 2020, trong một talk show, khi nhắc lại nghi vấn tình cảm năm nào, Nguyễn Phú Quý chia sẻ thời điểm đó anh đã được đàn chị động viên rất nhiều để vượt qua dư luận. Nam ca sĩ cho biết đàn chị đã góp ý cho anh về phong cách trình diễn. Phi Nhung từng bảo tôi lên sân khấu đừng gọi chị em mà hướng dẫn tôi hát phải nắm tay chị, ôm chị vào lòng như tình nhân để lột tả cảm xúc, tương tác để tiết mục được thăng hoa và tôi nhớ mãi chị. Phi Nhung nói lên sân khấu cứ trải lòng mà hát, diễn, yêu nhân vật trong bài hát. Khi xuống sân khấu, chị em vẫn là chị em. Sau này khi không còn làm việc chung, Nguyễn Phú Quý vẫn trân trọng cách ứng xử khi gặp một sự việc và cả những gì Phi Nhung đã giúp đỡ mình. Không những thế, ngày 14 tháng 4 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung bị réo tên trong những bài viết gây sốc tràn lan trên mạng như lộ hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bị công an triệu tập vì trộm, Phi Nhung gục ngã khi công an báo tin dữ về vụ mất vàng, Phi Nhung bị công an triệu tập vụ việc mất vàng. Nội dung vụ việc sau đó nhanh chóng bị bóc mẽ là cắt ghép, không đúng sự thật. Dù vậy, tin đồn đã gây ít nhiều sự khó chịu cho Phi Nhung nên nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng chỉ sau đó một ngày. Cô cho biết, mình rất bức xúc khi tên tuổi của mình bị lợi dụng để tạo ra những thông tin giật gân, thu hút dư luận. Phi Nhung nhấn mạnh rằng, khán giả, bà con cô bác bây giờ rất giỏi cập nhật thông tin trên mạng xã hội nên không ai đọc mấy tin nhảm như vậy nữa đâu. Các con của tôi mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng, nào sai. Như vậy, có thể thấy dù trước đây nữ ca sĩ vướng phải không ít lùm xùm, nhưng đều lên tiếng giải thích và đính chính rõ ràng, minh bạch. Còn về vụ việc lần này với Hồ Văn Cường, tính đến thời điểm hiện tại thì nữ ca sĩ Phi những chỉ mới lên tiếng kêu oan một lần nhưng lại vội xóa đi. Vì thế nên hiện tại mọi việc đều chưa có lời giải thích rõ ràng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể nói qua vụ việc này, hình ảnh Phi Nhung từ đó ít nhiều bị ảnh hưởng trong mắt công chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này nhé.